Tiếp nối chương trình, anh chị kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Hoàng Trường được đăng trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Tháng tư đỏ đón đại sứ đen. Đỏ và đen, le rouge et le noir. Không chỉ là phép ẩn dụ từ tiểu thuyết của Stendhal, xuất bản năm 1830, ở đây còn hàm ý thời điểm tân đại sứ Mỹ đến Việt Nam trong một tình thế bất lợi và đen đuổi còn Hà Nội thì đang cho dựng những pano đỏ rực trên các đường phố, nhưng không phải để ngân tiếp đại sứ vừa được bổ nhiệm Mark Napper. Mấy tháng trở lại đây, Hà Nội đã hơn một lần tuyên bố Đại hội Đảng 13 và Quốc hội 14 đã kết thúc rất thành công. Và mỗi khi viết về các sự kiện chính trị mà người dân bị tuyên truyền gần như là đến bội thực, bao giờ truyền thông nhà nước cũng buộc phải thêm cái chữ là rất rất thành công ở cái chỗ tổng bí thư ngồi xổm lên điều lệ đảng mà trưởng ban tổ chức trung ương phạm minh chính hồi bấy giờ vẫn giải trình chót lọt trong bộ chính trị theo cái cách giải thích ấy thì tổng bí thư lần này sẽ không tại vị toàn khóa nên ta vẫn không vi phạm điều lệ đảng làn sóng đỏ rực bắt bớ trong khi Phạm Minh Chính chưa dứt lời kêu gọi tân chính phủ phải lắng nghe các ý kiến phản biện, thì ngày 20 tháng 4 năm nay, Công an Việt Nam đã hốt sạch nhóm báo sạch báo hiệu sự tan vỡ hoàn toàn của giấc mơ báo chí tự do. Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm cuối cùng gồm quốc gia có ít tự do báo chí nhất trên thế giới, theo đánh giá mới nhất được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới công bố. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới nhận định rằng Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền tăng cường kiểm soát mạng xã hội và tiến hành một làn sóng bắt bớ công khai các nhà báo độc lập suốt thời gian vừa qua dân chủ đến thế là cùng lời của ông trọng đấy trong khi nhóm báo sạch theo những người đọc trong nước cho biết đã gây nhiều tiếng vang vì những bài báo đấu tranh cũng như vạch trần những sai phạm của các quan chức tham nhũng ở việt nam dư luận cho rằng những bài viết vạch trần các sai phạm của các quan chức việt nam tham nhũng được nhóm báo sạch công bố rất thẳng thắn và có những bằng chứng xác thực sau khi công an điều tra ra thì những điều mà nhóm báo sạch đăng lên là đúng đó cũng là tội danh mà các quan chức tham nhũng bị bắt vướng phải Trở lại câu chuyện Đại hội 13 và Quốc hội khóa 14, Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ lách hiến pháp mà rõ ràng còn phớt lờ cả luật khi để Quốc hội khóa cũ bầu ra nhân sự nhà nước cho khóa mới. Trên thực tế, Đảng Cộng sản Việt Nam đã bầu và sắp xếp xong hết các chức danh nhân sự nhà nước cấp cao rồi. ấy vậy mà vẫn còn bắt người dân rồng rắn đi bầu đại biểu Quốc hội vào ngày 23 tháng 5 tới đây. Đối với người dân quốc nội, đây là điều hết sức vô lý theo phó giáo sư tiến sĩ hoàng ngọc giao viện trưởng viện chính sách pháp luật và phát triển phát biểu từ một hội luận ở bbc hiệu ứng của những thắng lợi rất rực rỡ nói trên là các cuộc bầu cử quốc hội vào tháng năm tới sẽ không bao giờ có công bằng cho các ứng cử viên như giới lãnh đạo việt nam tuyên bố suốt thời gian qua truyền thông lệ đảng luôn nhấn mạnh tới việc giữ công bằng bình đẳng cho các ứng cử viên cũng như tạo điều kiện để cử tri phát huy quyền dân chủ tuy nhiên thực tế lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác loại bỏ những ứng cử viên độc lập thông qua các vòng hiệp thương mà thực chất là những màn đấu tố quần chúng ở đây là những người do đảng chọn lựa hoặc là những người về hưu nhưng không am hiểu thời cuộc không có tính phản biện luôn nghe theo đảng và nhà nước từ đó sẵn sàng vu khống những người mà họ không hiểu rõ đảng có hẳn cả những công đoạn những quy trình để loại các ứng cử viên độc lập ngay từ vòng gửi xe Đành rằng giờ là lúc quá trễ để nói về chuyện bầu bán. Bầu thì không diễn ra mấy, mà bán, chạy chức chạy quyền thì nhiều. Nhưng quả thực, dư luận xã hội hết sức quan ngại trước tuyên bố của Tân Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc ngày 20 tháng 4 vừa rồi tại diễn đàn Bắc Ngao ở Trung Quốc. Từ trước đến nay, Việt Nam không mấy mặn mà về sáng kiến vành đai và con đường. Nhưng lần này, ông Nguyễn Xuân Phúc lại vô vập mong muốn sáng kiến vành đai con đường sẽ đóng góp tích cực cho quá trình phục hồi kinh tế thế giới sau đại dịch Covid-19. Thái độ xoay trục đối với sáng kiến vành đai con đường nếu xảy ra thật thì rõ ràng gian lãnh đạo Bộ Tứ, tức là bốn ông, ông Trọng, Chính, Phúc, Huệ đã bị Trung Quốc gia tăng các loại bùa mê về sự cần thiết của sáng kiến vành đai con đường đối với tương lai phát triển của việt nam mà nghiêng về sáng kiến vành đai con đường nhiều hơn có nghĩa là sẽ giảm bớt cam kết với chiến lược ấn độ thái bình dương tự do và rộng mở một cấu trúc an ninh tập thể mới trong không gian indo pacific mở và tự do cấu trúc này trụ vững trên hai chân kiềng đó là kinh tế và an ninh kinh tế thì dĩ nhiên là ok đối với hà nội nhưng an ninh thì chắc chắn việt nam còn phải tiếp tục giữ khoảng cách trong khi đó việc ông nguyễn phú trọng chọn ai là người kế vị sẽ là câu chuyện nước sôi lửa bóng trong thời gian tới đây trong bộ tứ chỉ còn lại hai nhân vật có khả năng tranh cái ghế ấy là chính và huệ xưa nay người xứ nghệ chẳng ưa người xứ thanh vì vậy một trận long tranh hổ đấu rất có thể sẽ xảy ra do đó việc nghiêng về sáng kiến vành đai con đường hay chiến lược ấn độ thái bình dương tự do rộng mở sẽ là câu chuyện đấu đá nội bộ khốc liệt trong bối cảnh ấy, sẽ khó để Bộ Tứ lấy được một quyết định thống nhất trong việc ứng xử thế nào để phục vụ tối đa lợi ích quốc gia trong thế cờ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang ngày càng lắc léo và phức tạp. Đen đuổi cho Tân Đại sứ Cái đen của Tân Đại sứ Mỹ Mark Napper vừa được bổ nhiệm là ngài sẽ hoạt động ở Việt Nam giữa lúc chính trị quốc nội xứ này đang như con gà mắc tóc. Còn về ngoại giao thì Hà Nội dường như khó giữ được cái đà cân bằng mềm mại như trước nay, đặc biệt là những năm dưới thời của ông Donald Trump. Trò đu dây của chính quyền Cộng sản Việt Nam dưới thời Tổng thống Biden đang có dấu hiệu bị xô lệch. Mở đầu về đối ngoại có lẽ là màn theo voi ăn bả mía, hay có thể diễn đạt cách khác là theo đóm ăn tàn tại Liên Hiệp Quốc. Lần đầu tiên, thế giới bị sốc khi Việt Nam trong cương vị Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã hùa cùng với Trung Quốc và Nga trong việc ngăn chặn nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án tập đoàn quân sự Myanmar đã tiến hành cuộc đảo chính vô luân vô pháp và đang đẩy một thành viên trong gia đình ASEAN đến bờ vực nội chiến. Việc Myanmar muốn quay lại làm chư hầu cho Trung Quốc đang bị thế giới lên án và bị chính người dân Myanmar liên tục xuống đường biểu tình phản đối. Chỉ có các quốc gia toàn trị ngồi yên nhìn những kẻ vũ trang đến tận răng thỏa sức bắn giết phụ nữ và trẻ em ngay chính trên đất nước của mình. Và Việt Nam là một trong số những quốc gia đó. Việc Trung Quốc kết bạn nhưng lại đang tìm mọi cách phá cái thế liên hoành của Mỹ ở Đông Á nói riêng và cầu thế giới nói chung đang đặt cục diện quốc tế vào những tình huống khó đoán định. Chuyện nhượng bộ tàu để Mỹ được yên thân là chính sách xưa nay của đảng Dân Chủ đó có thể sẽ là cái giá thương lượng dưới cơ mà Hoa Kỳ buộc phải chấp nhận. Nhìn bên ngoài, thấy Mỹ cố gắng tạo liên minh với các nước, nhưng e rằng rồi đây tất cả sẽ phụ thuộc vào Trung Quốc. Các nước Đông Á, nhất là Đông Nam Á, đang rất lo Mỹ sẽ lùi dần vào hậu trường nhường cho Bắc Kinh xuất hiện như một diễn viên mới bước ra sân khấu của thế kỷ. Gần đây, Trung Quốc lớn tiếng đe dọa Việt Nam trong quan hệ với Hoa Kỳ đã truyền đi những tín hiệu thật sự lo ngại. Các thông điệp Bộ trưởng Công an Trung Quốc mang sang Hà Nội, cũng như nội dung Ngoại trưởng Vương Nghị vừa truyền đạt cho tân Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn mới đây qua điện đàm cho thấy Bắc Kinh sẽ tiếp tục trói Hà Nội vào mô hình đại cục và toàn trị. Cùng với cuộc cắm về trên Biển Đông, từ đảo Đá Ba Đầu, qua Sinh Tồn, xuống tận Hoàng Sa, Trung Quốc đã và đang thực hiện chiến dịch bao vây các tiền đồn trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Cả Washington lẫn Hà Nội hiện vẫn đang loay hoay, chưa tìm ra cách phá vây hữu hiệu. Trong 25 năm việc Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao, nước Mỹ đã trải qua 4 đời tổng thống với sự luân phiên đổi màu giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa theo chu kỳ 8 năm. Tuy nhiên, hai nước Việt-Mỹ vẫn đạt được sự xuyên suốt trong khuôn khổ về quan hệ đối tác toàn diện với các trụ cột hợp tác từ chính trị, ngoại giao, kinh tế. Nhưng bước sang thời Tổng thống Joe Biden, lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ và Việt Nam có một số khía cạnh không hoàn toàn tương đồng như các thời đại sứ trước đây. Theo những phát biểu đã công bố, mối quan hệ ngoại giao của Hoa Kỳ với các quốc gia khác từ nay sẽ đặt trên nền tảng dân chủ và nhân quyền, chứ không chỉ đơn thuần là thương mại và an ninh. Tổng thống Biden nhiều lần cam kết khôi phục vai trò của Mỹ với tư cách là người bảo vệ dân chủ và nhân quyền trên toàn thế giới và sẽ đánh giá các quốc gia dựa trên hồ sơ về các vấn đề nhân quyền của họ. Tân đại sứ vừa bổ nhiệm sẽ được quyết định bởi phần lớn di sản của quan hệ đối tác toàn diện nói trên năm 2013 dưới thời các chính quyền trước đây cũng như các quyết sách do tổng thống Joe Biden và ngoại trưởng Antony Blinken đặt ra mới đây nhất tổng thống biden vừa kêu gọi sự hợp tác với việt nam và các quốc gia asean khác để thúc đẩy các mục tiêu chung trong đó ấn độ thái bình dương tự do và rộng mở là tối quan trọng theo giới phân tích nhiệm vụ khó khăn nhất của đại sứ napper sẽ là kéo được việt nam vào một mạng lưới các đồng minh và đối tác tương hỗ sẵn sàng và có thể bảo vệ chủ quyền của mình khỏi tình trạng bị trung quốc hà hiếp